Xin chào bạn, bạn đang chuẩn bị làm nhà, bạn cần tham khảo mẫu mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ với tổng diện tích 225m2, chi phí 1.350 tỷ, thì đây chính là mẫu nhà phù hợp với bạn đây. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để xem kỹ video này của mình nhé. Đó. Ngôi nhà thì được thiết kế và sơn một màu trắng là chủ đạo, điểm nhấn mi mái sẽ là màu ghi sậm. Và cột phào chỉ thì được thiết kế và làm theo một cái phong cách hiện đại, và điểm nhấn chỉ ở giữa này, ngôi nhà rất đẹp và sinh động. Đấy, các bạn nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút đăng ký kênh, cũng như là một nút chia sẻ video để nhiều người có mẫu nhà đẹp nhé. Ngôi nhà thì đang có hai lối đi tiếp cận chính, đó là lối đi vào sảnh chính và lối đi vào sảnh bếp. Đó, không gian sảnh bếp thì cũng được thiết kế mái le ra để ngôi nhà có điểm nhấn hơn, và cũng như sảnh bếp nó đẹp hơn. Đó. Giờ mời các bạn vào nhìn vào hình ảnh công năng bên trong ngôi nhà. Các bạn nào mà đang chuẩn bị làm nhà có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp thì xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Và đặc biệt các bạn thấy ngôi nhà này đẹp cũng như là phù hợp với mình, các bạn có thể chụp màn hình photo khổ A3 để các bác thợ xây triển khai được chi tiết hơn. Đó. Ngôi nhà đang có chiều mặt tiền cả không gian bếp là 21m và chiều sâu của ngôi nhà đang có là 10m. Đó. Bên trong không gian phòng khách đã có diện tích là 41,7m2. Không gian phòng thờ đang có diện tích là 14,7m2 và được thiết kế hai vách ngăn CNC ở hai bên để cái phòng thờ nó được trang nghiêm hơn và nó cũng ấm cúng hơn. Đấy, vừa đủ để các bác có thể kê một cái án gian và hai cái lọ lục bình ở hai bên và một cái sập nữa. Đó. Không xuống không gian phòng bếp của ngôi nhà, không gian bếp thì được đã có diện tích là 27,9m2. Đó, bên ngoài sẽ là không gian phòng ăn của mình nhé. Và trong không gian bếp thì được thiết kế ngăn cách để không trong quá trình nấu nướng là cái mùi của thức ăn nó sẽ không ra ngôi nhà chính bên ngoài. Không gian bếp phía trong này là 12,4m2. Đó. Bếp được thiết kế thẳng của mình nhé. Đó. Bên ngoài này quý vị có thể là làm vách kính cửa trượt đẩy để cho cái không gian bếp nó nhìn nó thoáng hơn và nó có thể nhìn ra đến không gian bàn ăn, nó thuận tiện hơn. Đi ra phía ngoài có một lối đi ra sân phơi cũng như là sân ướt khu phụ phía ngoài. Đấy. Và cái không gian sảnh bếp này còn rất là rộng để chúng ta có thể ngồi uống nước ngoài này, và có một hẳn một cái lối đi 1m2 để đi từ không gian sảnh bếp đi qua đến phòng ngủ phía bên như này. Đấy. Lối đi rất là rộng các bạn nhé. Phòng ngủ số 1 đang có diện tích là 19,3m2, có WC khép kín. 19,3m2 là mình không tính WC khép kín quý vị nhé. Bên ngoài thì được thiết kế WC khép chung, còn bên trong sẽ là WC khép kín. Đấy. Và phía góc trong cùng của WC chung sẽ là có bố trí làm một cái lavabo để chúng ta có thể rửa tay cũng như là đánh răng buổi sáng khi mà bên trong có người đi vệ sinh thì không phải chờ đợi. Đó. Phòng ngủ số 2 đang có diện tích là 15,6m2 và phòng ngủ số 3 đang có diện tích là 15,6m2. Phòng ngủ số 4 đang có diện tích là 15,5m2. Đó. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với quý vị và khán giả những cái công năng của cái mẫu 225m2 này. Các bạn nào đang chuẩn bị làm nhà có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp thì xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình để được Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế cho các bạn có một ngôi nhà sang trọng hiện đại và tiết kiệm chi phí nhé. Và đặc biệt các bạn nào đang chuẩn bị làm mẫu nhà này, các bạn có thể dừng video chụp màn hình photo của A3 để các bác thợ xây triển khai được chi tiết hơn. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với quý vị và khán giả những công năng thực tế của mẫu nhà này. Đây là những siêu phẩm của mình, chỉ mong nông thôn mới Việt Nam có nhiều mẫu nhà đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại quý vị và khán giả ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt.